trường thẩm mỹ Cedarback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi, thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết liên lạc ý nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Ok rồi, Michelle thì sao cứ? Em hả? Em chưa có biết, chưa có nghĩ. Mà nếu chị làm em ủng hộ, em follow chị với anh Liên không? Ủng hộ em phải gì? Em phải bán thân em chứ em ủng hộ cái gì? À, thì đó, chỉ là chuyên môn bán cái cho chị em mình vậy đó. Bán cái chị tới chơi thôi. Chị làm là em phải bán thân cho chị chứ, nhưng mà bán ủng hộ làm sao mà đâu có thể nào ủng hộ được. Chị nghĩ mình cũng có nhiều cái cơ hội để mình có thể mình mang những cái tiếng cười, tiếng nói và tiếng hát của mình đến cho tất cả mọi người. Chị thấy cá nhân chị thấy trong YouTube bây giờ cũng như Facebook có rất là nhiều bạn bè bán thân hữu của mình cũng đã làm lên những cái channel, có người thành công, có người không thành công. Cái quan trọng nhất là cái thời gian bây giờ mình có bỏ được bao nhiêu vô. Tại vì quý vị cũng biết á, một cái gì cũng vậy nữa, phải một cái sự một cái phải cần một cái sự đầu tư nó rất là lớn. Cái đầu tư cái thời gian nó đừng mình nói chung là cái thời gian là đầu tư vô cái đó là tiền công. Nếu mà cái thời gian đó hiện tại bây giờ thì mình có thể mình làm được, nhưng mà làm được đến bao lâu, như anh Liên nói làm được đến bao lâu, làm rồi cái đến lúc mà mình trở lại bình thường thì mình có được tiếp tục hay không. Thực sự ra giống như bên này với bên Việt Nam nó khác nhau là tại vì bên này chúng em đều có mỗi người có một cái công việc riêng, phải không em? Một cái công việc làm riêng. Nói tới để mà mình fully executed, để mình làm hết cái business đó, về ca hát không thì cũng rất là khó. Tiền vô cũng chẳng bao nhiêu. Cái thời buổi ngày xưa đó em biết là mình có bán băng CD, bán băng cassette, mình được trung tâm mời, rồi mình được đi làm show, mình đi show đó cưng, rồi mình kiếm tiền để mình nuôi sống cái cuộc sống của mình. Bây giờ thời buổi bây giờ thì lại nó ngược lại là mình phải sống về YouTube với con cưng. Có rất là nhiều người sống về YouTube bây giờ coi như là mấy em. Thì mình sẽ suy nghĩ, chị hy vọng là chị sẽ suy nghĩ được một cái gì đó vui vẻ. Tiền không thành vấn đề, chúng em làm free không cho mấy. Làm free nhưng mà trong lúc thất nghiệp thôi. Không phải như vậy. Em sẽ vì chúng em yêu nghề. Nói thật ra làm nghề này đó cưng, mình phải yêu nghề mình mới làm được. Dạ đúng. Exactly chị. Tiền cái tiền thì không phải là cái tiền không phải là cái điều chánh, bởi vì khi mà một người họ nghe nói ồ em đi làm như vậy một show em được bao nhiêu tiền, cái này được bao nhiêu tiền, thật ra là mình làm là vì đam mê. Chứ nếu mà mình đi làm một cái công việc hành chánh ở bên ngoài á, nó stable hơn, nó ổn định hơn, người ta sẽ nghĩ là tại sao mình dám đánh đổi, đánh cuộc một cái cuộc quá lớn như vậy, tại sao mình dám bỏ cái thời gian của mình ra để mà mình làm những cái công việc này, thấy nó không có xứng đáng. Đối với nhiều người họ nghĩ không xứng đáng, nhưng mà đối với những người mà họ yêu nghệ thuật như là chị Ý Nhi, như em, rồi mê hát như chị là Michelle vậy, thì mình cảm thấy thời gian mình bỏ ra là xứng đáng. Đúng. Cái vấn đề là không phải là tiền bạc, nó thật sự không phải là ai cũng cần tiền, nhưng mà vấn đề là mình làm nhiều, mình đứng trên sân khấu càng nhiều thì mình cái chi phí của mình nó sẽ càng nhiều về những cái bộ đồ, phải mặc đồ, phải diện, mà những cái bộ đồ đó không có rẻ quý vị. Nhưng mà giống như là bình thường như mình đi thì mình cũng đứng trên sân khấu, nhưng mình cái bộ đồ của mình cũng phải sắm, tại vì mình mặc bộ đồ lần thứ hai thứ ba cũng bị người ta nói, cũng bị khán giả nói là ồ mặc đồ, cũng là mặc đồ lại. Thành thử là chúng em rất là khó, cũng phải để cho khán giả mình làm sao mình để cho khán giả vui. Khán giả vui là mình vui, khán giả yêu mình là mình vui, có phải không cưng? Thành thử là cái nghề này chị đã bỏ nghề được mấy chục năm rồi, bỏ nghề được 15 năm rồi, cũng phải trở lại, cũng phải gặp khán giả, cũng phải yêu khán giả, cũng phải trở lại ngang cái đầu. Cái đó là
là nghiệp của chị, cho nên chị không thể bỏ cái nghiệp được. Ờ, không hát, tôi không hát, thà là không hát, nhưng mà mình muốn trở lại với gọi là màn ảnh để mà gặp gỡ lại và để mà mình mang lại những cái gì niềm vui đến cho khán giả. No, em nhớ là hồi xưa là chị có mở luôn cái đài TV nữa. Chị là cái người đi đầu tiên. Yes, chị là người mà cái bằng đi đánh chuông đầu tiên ở hải ngoại. Em nhớ là những năm đó là chị rất là được nhiều người ủng hộ, rồi phải nói một câu là nể. Cảm là ơn bởi em. Vì bởi vì không không ai dám mà cái bằng mở đường máu như chị hết. Thì đó thì bị chết trước. Chết rồi em, bị thương khoảng chừng 15 năm trời rồi, bây giờ mới trở lại, mới có sức để trở lại, để từ từ để hồi phục, để mình có thể gọi là mình xuống núi bây giờ đó, để coi coi mình còn có gì để làm hay không. Nhưng mà chị rất là vui được gặp được hai em, không những hai em không, chị cũng có những ông bà xui của chị là như là ông Huỳnh Nhật Tân, Ngọc Thúy, rồi cũng có anh Bảo Liêm, rồi Bảo Vi, có rất là nhiều anh chị em bây giờ cũng là trong một trong những gia đình của chúng của Ý Nhi, để mà có thể là chúng ta có thể chia sẻ. Sau này thực sự ra là chúng em già rồi. Em già rồi. em không thấy chị Ý Nhi già chút xíu nào hết, bởi vì phụ nữ nhìn xuống sắc hay là già hay trẻ là do cái happiness ở bên trong của mình nữa, chứ không phải chỉ là cái trang sức ở bên ngoài hoặc là bộ đồ ở bên ngoài, ngoài cho em thấy là chị rất là happy. Mình phải be positive, chứ trong Facebook bây giờ mấy đứa trẻ sau này nó ở bên Việt Nam nó nói chứ cô chú, nó nói cô chú, rồi nó nói bác, rồi nó nói bà, rồi nó nói đủ thứ hết, nó làm cho mình khó chịu, rồi mình cảm thấy mình già đi. Nhưng mà it's ok, già mình vẫn già, để mà mình có thể mình sống trong cái cuộc sống nó già. It's ok. Nói như vậy, cái thời gian của mình cũng eo hạp, cũng đã hết rồi. Thì bây giờ phần cuối chương trình, chị xin mời hai em, để Michelle nói ít thì cho Michelle nói trước, để gửi lời tạm biệt đến cho khán giả của đài Little Saigon TV. Mời Michelle Nguyệt nói trước để chào tạm biệt. Dạ, Michelle Nguyệt kính chào quý khán giả của chị Ý Nhi nói riêng và của đài nói chung, là chúc quý khán giả được những ngày sắp tới đây hạnh phúc, mạnh giỏi, sức khỏe dồi dào, và sức khỏe là quan trọng nhất. Hy vọng sẽ gặp lại quý khán giả theo lời mời của chị Ý Nhi nữa, là rất yêu mến nghề của mình và mong là được trở lại với lại nghề của mình, là đem tiếng hát, lời ca gửi lên toàn quý khán giả, để quý khán giả được vui vẻ, và một lần nữa chúc quý khán giả được mạnh khỏe, sức khỏe quan trọng. I love you. Thank you cưng. Anh Liên. Dạ thưa quý vị, anh Liên xin được mượn chương trình của chị Ý Nhi show trong ngày hôm nay để kính chúc tất cả quý vị ở khắp mọi nơi thật nhiều sức khỏe, và hy vọng là trong thời gian gần sắp tới quý vị sẽ được trở lại với công ăn việc làm ổn định của mình, để mà có điều kiện để chăm sóc cho gia đình của mình được chu đáo hơn, nhiều tình cảm hơn, và hy vọng là xin quý vị đừng có lo lắng quá, đừng có trầm cảm như anh Huy. Trong lúc này mình phải tự phấn chấn lên, mình phải tự an ủi mình là gia đình mình và bản thân mình còn nhiều sức khỏe, thì còn sức khỏe là mình còn hy vọng để mà mình đi ra ngoài đời sau này để mà làm việc, để mà lo cho gia đình lớn của mình, gia đình nhỏ của mình. Cho nên là xin quý vị hãy an ủi bản thân của mình và người thân của mình, hãy an tâm trong thời gian này, coi như là thời gian ở nhà để mà tận dưỡng, chăm sóc bản thân và chăm sóc gia đình. Và anh Liên cũng xin chúc cho chị Ý Nhi có được đứa cháu ngoại thật là bầu bỉnh, dễ thương, nghe lời. Và xin chúc cho bà ngoại trẻ Ý Nhi và show của chị Ý Nhi lúc nào cũng được khán giả yêu mến. Cảm ơn hai em.
Chị rất vui mừng đã được nói chuyện trò chuyện với hai em. Chị cũng mong rằng là chị em của chúng ta sẽ làm được một cái gì đó có thể mang đến đến cái nghệ thuật và cũng như cái niềm vui của chúng ta. Nói rồi thực nói là những người em này là những người em là truly from the heart đó quý vị, coi như là yêu nghề và cũng như để mà mang đến những cái niềm vui của mình đến cho tất cả khán giả các khắp nơi. Thì hy vọng rằng Ý Nhi là một người chị già có thể mang đến và có thể thực hiện được những cái gì đến cho mấy em, và một ngày gần đây thôi để mà đến cho cái đài Leadership Quân TV sẽ gửi đến cho quý vị những cái chương trình ca hát cũng như là trò chuyện vui vẻ. Chị sẽ nói chuyện với em thêm nha Ánh Liên cũng như Michelle về cái chi tiết, thì có thể là mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho chúng em và có thể là xem và cũng như truyền đến cho tất cả khán giả cũng như là cho tất cả bạn bè và gia đình thân hữu các khắp nơi toàn thế giới để có thể ủng hộ cho ủng hộ tinh thần cho chúng em. Và một lần nữa chị xin chúc hai em được nhiều sức khỏe, giữ gìn sắc đẹp của mình, trẻ mãi không già và vui vẻ nha hai em. Có gì chị sẽ gặp hai em một ngày gần đây shortly nha. Bye hai em. Bye. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Ý Nhi hôm nay. Mong rằng chương trình của Ý Nhi sẽ gửi đến cho quý vị những niềm vui nho nhỏ với hai nữ ca sĩ duyên dáng, đó là nữ ca sĩ Ánh Liên và cũng như Michelle Nguyệt. Mong rằng quý vị được một ngày vui vẻ và được một cuối tuần hạnh phúc với gia đình.